Alo em lại được xin chào các bác nha các bác nhá. Thì hôm trước thì cũng đã giới thiệu với các bác cái thùng ngâm rồi các bác em sẽ em làm hết đây rồi. Đây này. Đấy. Đây nắp điếc đây. Ván viết các kiểu đây đầy đủ với các bác nhá. Thế còn lại thì em đang em đắt đống một trong trong cửa cái rất là nhiều với mọi người này. Đấy. Tuy nhiên là sau khi đi tìm hiểu cái cách gửi thì mọi người, tuy nhiên là thật ra thì em nói thật với mọi người là là nếu mà anh em nào mà tuyện cái tuyến những cái chuyến đường như thế này nhé, anh em nhé một là về ninh bình về thành phố ninh bình này hai là dọc cái tuyến đi về xích thổ ninh bình về gia viễn đấy, đấy về gián hai là cái tuyến đường từ đây ra phủ lý hà nam về đến vĩnh trụ hà nam ba là cái tuyến đường từ đây lên đến hà đông xuân mai hà đông hoặc là cái tuyến đường đi sang mỹ đình đấy thứ nữa là cái tuyến đường từ đây đi lên sơn tây Đấy thì là là anh em nào có nhu cầu thì gọi cho em để để em gửi qua xe khách thôi còn nói thật với mọi người là bây giờ phí ship mà hôm qua em hỏi rồi thì cái phí ship của nó rất là đắt anh em ạ thế cho nên là em cũng mong muốn là anh em ở trên những cái tuyến đường như vậy thì anh em gửi xe khách thôi thì là cái giá thành nó sẽ rẻ hơn nếu bây giờ mà nói thật với các bác là là mà mình gửi um gửi gửi ship qua giao hàng tiết kiệm với qua Viettel Post thì nó cước nó đắt lắm các bạn đấy. thì đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là ngoài thùng ra thì có thể các bác lấy thêm cầu thì ở đây em làm toàn bộ là bằng gỗ xoan này này các bác này rất là dày dặn đẹp cho nên là anh em mà cứ có nhu cầu thì cứ gọi cho em đấy. thì bây giờ xác định rõ luôn là anh em nào mà trên cái tuyến đường có ô tô hoặc là ví dụ như này, này. cái chuyến mà từ đây mà đi vào đến uh, uh thị trấn thọ xuân thanh hóa nhá thì nếu bác nào có thì em sẽ 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 lấy em gửi cho cái tuyến từ đây vào thọ xuân thanh hóa thì người ta đi lên đường mòn hồ chí minh sau đó đi vào lạc sơn yên thủy xong bắt đầu là đi vào đấy, tuyến đấy từ đấy vào ngọc lạc rồi là vào đến tới thọ xuân thì các bác nào cứ có thì các bác gọi cho em đấy thì thì là em sẽ gửi cho còn bây giờ mà gửi qua bưu điện các kiểu đấy thì nó rất là đắt cho nên cái giá thành nó rất là cao mọi người ạ thì giờ chỉ còn mỗi cái cách thứ hai đó là mình gửi qua thông qua cái cái ô tô xe khách nha mọi người nhé. thì cái giá thành nó hạ đi chứ còn nói thật với các bác mà gửi đắt quá thì về người nuôi ong nó cũng rất là là khó. Đấy. cho nên là em cũng muốn tìm cái cách dễ nhất để gửi hàng cho các bác ổn nhất cho các bác nhá. anh em nào mà thật sự có nhu cầu thì alo. Đấy. sau đó là em gửi hàng cho. ạ. thì cho địa chỉ số điện thoại rồi số nhà hay là khu đấy thì bắt đầu là em sẽ gửi. à đón xe khách thì không quan trọng. Thì xe khách thì chỉ cần mình biết cái xe đấy là mình đến mình đón thôi Thế nhé mọi người nhá Em hẹn gặp lại chào mọi người ạ Còn đây thùng đây mọi người này Đây này em cái mẫu của nó em đóng đây này Anh em cứ thắc mắc không có cửa Nhưng thực ra em làm cửa kiểu như này anh em ạ đấy, Em làm nó rất là nhẵn nhụi Nó bóng tưng như này mọi người ạ đây này. Đấy, gỗ thì dày dặn Nói chung là rất là chất luôn Đấy